Xin chào các bạn, trở lại kênh vlog của tháng ngày hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm 2020. Mình giới thiệu về cụ bắp cạn, cụ số hào các bạn nhé. Cụ số hào này, hiện tại trên tay tôi là một cụ số hào các bạn ạ. Và hiện tại ở đây là mình đang chọn cụ số hào các bạn ạ. Cụ số hào này, hiện tại cụ số hào mình trồng cũng đã được 2 tháng rồi các bạn, nhưng mà sâu nó ăn hết lá, phần lá rồi các bạn, nên chỉ còn phần cũ thôi. Cũ số hào này mình hiện tại là cũ số hào này mình đang bị bất vàng để ta xào hay là ta nấu cũng cũ cũng ngon các bạn nhé. Đấy, số hào hay là số hào búi cũng được các bạn ạ. Số hào thì có mấy cái công dụng để nấu ăn một cách rất đơn giản các bạn ạ. Nên là số hào này cũng là số hào mình không thuốc thang các bạn, nên là sâu mới ăn được cái này, nên là ăn rất bảo đảm các bạn ạ. Ở quê mình thì thường ở rau thì hầu như chỉ ta trồng lại các bạn, không nên không có mua nhiều. Mỗi nhà có một vài thước vườn để trồng một loại thứ rau. Rồi mình giới thiệu cái loại rau này là rau sạch các bạn nhé, là không các bạn yên tâm, mình cũng yên tâm về cái thực phẩm của rau, về phần rau giữ khu nhà mình. Hiện tại nhà mình thì không có cái thứ một tí nên là cũng đủ ăn trong ngoài các bạn, không thế. Mình không phải đi mua rau thì thứ nhất là mình cũng thứ hai ra vườn chăm bón và trồng những cái rau sạch này như này để thứ nhất là cải thiện, thứ hai là mình cũng yên tâm về thực phẩm các bạn. Trừ dịch dịch cúm gia cầm, lợn và gà rất nhiều, và từ bệnh tật thì khá là nhiều các bạn, bệnh các bệnh đang số hào này thì có tác dụng rất ngon ăn. Và các bạn mình thích muối số hào các bạn ạ. Muối số hào là đặc sản của mình này, muối số hào chua. Muối chua xong này sẽ nấu với cá các bạn nhé. Cá thì có thể là ok. Thank you.
Hôm nay mình đã giới thiệu các bạn là hôm nay mình đã giới thiệu về cái củ su hào tác dụng như thế nào rồi. Đã hết rồi, xin chào tạm biệt các bạn.